Tôi thì không có phí. Mà có cô vô có mặt cũng cho. Rồi anh nhận được bao gạo của Mạnh Thường Quân thì anh có cảm nghĩ gì không anh? Dạ, nó ngay tôi thì người dân ở địa phương ở ấp Thường An thì tôi xin cảm ơn là tấm lòng hảo tâm của nhà tài trợ đã giúp cho bà con nghèo chúng tôi là có được miếng cơm để sống trong cái mùa mưa lũ này. Tôi xin thật là cảm ơn. Rồi, chúc anh cố gắng lao động tốt nha. Dạ, xin cảm ơn. Phải ba mượn em đi trả vô trả tiếp ba nào. Dạ. Tại vì giảm giá đi làm chơi còn hơn bạn.
Dạ, dạ được, không khỏi khỏi. Uống đi mà, trời ơi. Không không khỏi. Con này là cháu của cô Mai đấy. Kiếm mày bưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này của vợ anh Tâm với của tôi hả? Hai bao đó hả? Nhậu cho ông hai với mẹ. Ba cái với mẹ. Ba cái. Nấu trước. Nhậu được tiếng cho mẹ. Nhận gạo thì vui không gì? Vui chứ. Được gạo ăn mà thấy vui rồi, ở có mình ơn mà. Với mấy với là cháu. Ổng mất rồi. Vì có muốn gửi lời gì đến mấy mạnh thường quân không gì? Nghĩa là mình có muốn gửi lời gì cảm ơn tới mạnh thường quân gì không đó? Chắc gửi lời cảm ơn mấy chúng mấy cô Mạnh Thường Quân rồi. Cái này là của cô Mai Ly với cô Mai bên Mỹ á. Cảm ơn Mai nè, ở các chị dâu tôi đó. Không biết nữa. Từ nào? Bà Tư Tâm đó. Dẫn giọng lấy với bà kia kìa. Nói hai cái. Con với ai vậy? Con với ngoại. À. Đây kia. Lấy giỏ đó. Chữ gì nói thêm hay. Đi làm đi, tôi muốn làm.